À vâng, xin chào các bác. Trước mặt các bác đang là cặp loa Victor Rero 303. Cặp này thì nó về shop em chắc phải được một tuần rồi, nhưng mà em không có thời gian để sờ đến nó. Đến ngày hôm nay thì em mới khui thùng ra và quyết định tháo ra để cho các bác xem. Cặp này thì nó nổi danh ở trên giang hồ rồi, thế nhưng không phải là bác nào cũng được biết ruột gan bên trong của nó như thế nào đâu. Hôm nay thì tiện em tháo ra kiểm tra tất cả các tuyến loa, và đồng thời là cho các bác làm cái video để cho các bác được biết cái dòng 03 này nó như thế nào và nó có xứng đáng để chơi hay là không. Về thông số thì em vừa mới lên mạng để tải về đây ạ. Victor 03 sản xuất tháng 1 năm 1980, giá xuất xưởng 45.000 yên Nhật. Đây là thông số kỹ thuật. Loa 3 đường tiếng, sở hữu bát 25 cm, loa trung đôm 7 cm. Loa trung này cực kỳ lớn đấy ạ. Và loa check điện giải tần đáp ứng từ 35 Hz cho đến 100.000 Hz, rất khủng khiếp. Sở dĩ cái giải tần đáp ứng nó rộng đến như vậy là bởi vì nó sở hữu cái check điện đấy các bác ạ. Loa này có trở kháng 6 ohm, công suất 100W một thùng, độ nhạy là 91 decibel. Kích thước là cao 55, rộng 31 và sâu 32 cm, tính cả e căng. Nặng 14 cân một thùng, cả cặp là 28 kg. Đó, nói có sách mách có chứng thì không, các bác lại bảo là thằng Tử toàn đọc láo. Này em không tự nghĩ ra được đâu ạ. Vì cái bát này nó nặng quá, em phải để riêng ra để tí nữa vật vã cho nó dễ, chỉ để trên nóc thùng vật vã khổ lắm. Đây là cận cảnh cái loa bát 25, màng giấy, viền mút. Viền này là viền lộn các bác nhé, viền lộn ngược đấy ạ. 100% những cái cặp Victor 03 này khi về Việt Nam nó đều bị mục viền, và cái viền này đã được thay mới. Cặp này em nhập zin bãi, sau đó là khi về đến Sài Gòn thì em nhờ bạn em tháo ra và nó đã thay viền tại Sài Gòn cho em rồi ạ. Sau khi thay xong thì nó gửi ra cho em. Cái mũi này là mũi lõm, để em lật xuống cho các bác xem. Dòng này là xương nhôm đúc, củ khá là nặng. Đó, xương nhôm đúc hoàn toàn. Cái nam châm này lúc nãy em đo cái đường kính nam châm này là 12 cm, nó đúng bằng cái đĩa CD luôn đấy ạ. Đó, viên này là viên lộn. Cái đáng là cái những cái loa bình thường ấy thì cái này nó ở bên ngoài, nhưng cái viên này nó lộn ngược trở lại. Đó, các bác thấy chưa? Dòng Victor nó hay chơi cái kiểu viền lộn như thế này. Lật nốt cái này xuống cho nào. Nặng khiếp các bác ạ. Đọc thông số nào. Nó ghi là Victor 6 ohm, max 100W, Japan. Số seri bên này là 135201. Rồi, ok. Sang bên này xem nào. Ơn giỏi, trùng seri các bác ạ. 135201. Lúc nãy em đọc ở trên vỏ thùng ấy thì là cặp này nó chỉ trùng seri được 5 số đầu thôi.
còn mấy cái số cuối thì không trùng. Nhưng mà như các bác đã nhìn thấy là cặp bát này trùng series, vậy là yên tâm rồi. Bây giờ anh em ta đi soi tiếp đến cái loa mid, loa chung. Cái loa chung này là chung chung đôm 7 cm, và nó có một cái mũi chóp mũi là titanium luôn đấy ạ. Quả chung này không đùa được đâu. Em lật xuống cho các bác xem. Thi thoảng lấy được cái cặp nó dữ dữ như thế này, bán nó cũng sướng. Cỏ quá bây giờ bán khổ lắm. Đây là đít của loa mít, loa chung. Nó ghi là 6 ohm max 100W Japan. Đó, các bác nhìn thấy cái đít loa mít, loa chung nó vẫn còn tương đối đẹp, vẫn còn óng ả lắm. Vâng, bên này nó cũng ghi thông số tương tự. Và cái loa mít, loa chung này cũng là cái xương nhôm đúc hoàn toàn các bác ạ. Hai cái loa mít này được đặt ở trong một cái hộp tách biệt hoàn toàn với thùng chính. Nó chỉ mượn cái mặt thùng thôi ạ. Đây, nó nằm trong cái hộp hộp nhựa riêng biệt. Đây, trước mặt các bác đang là quả trách điện, thể hiện được đến tần số 100.000 Hz. Quả trách điện này rất là to, xương nhôm các bác ạ. Mình đọc cái thông số nào. Nó ghi Victor Max 100W, trở kháng 8 ohm, made in Japan. Có một cái số series dài ngoẵng 1150024. Bây giờ em ước cái gì? Bây giờ các bác của em ước cái gì? Em ước hai cái quả trách điện này nó trùng series. Nhưng mà điều đó chắc là khó đấy. Vì cái dòng này trước em bán cũng nhiều rồi. Em bán tại shop nhiều, nhưng mà ít khi thấy cái quả trách điện này nó trùng series. Đó, đây là mặt của quả trách điện. Nào, đọc thử cái xem nào. Victor Max 100W, trở kháng 8 ohm, số series 1150024. Hãy ta, bây giờ mới nhìn thấy một cặp Victor 03 có quả hai quả trách điện trùng series. Đây là bát trùng series, trách điện trùng series. Thế thì em dám khẳng định đây là một cặp, bất kể bên ngoài thùng nó số series nó như thế nào. Còn loa chung không cần xem nữa. Vâng, dòng này trước mặt nó có hai cái vi chỉnh để tăng giảm âm cho giải chung và giải check. Đã xong các tuyến loa, bây giờ anh em ta đi soi về thùng vách và phân tần. Đó, Victor 03, Victor 035 đều là những cái dòng loa rất có danh của Victor JVC Nhật Bản. Đó, thùng vách thì bên trong nó có lót bông vải. Xem nào, phân tần đâu. Ây da, phân tần khủng khiếp đấy các bác ạ. Cái phân tần này có cái quả tụ nó to như là tụ lọc nguồn của âm ly á. Em nhìn thấy lố nhố một đám tụ NP màu xanh nhỏ hơn và cả tụ lá. Đồng thời nhìn thấy hai cuộn cản. Đúng là phân tần này không đùa được đâu ạ. Khá là khủng đấy ạ. Đấy là phân tần của loa bên phải. Xem phân tần bên này xem nào.
y chang bên kia, không có khác gì cả. Đấy, các bác để ý cái quả tụ màu đen đấy, nó to như tụ lọc nguồn của âm ly đấy ạ. Khủng khiếp. Vâng, như vậy là đã xong các tuyến loa ở bên trong thùng và phân tần. Cặp này thì về thùng vách thì nó xem thôi, có xước sát, có chảy chớt, có cấn cá nhẹ, y căng, có thủng. Đặc trưng cái đồ bãi nó vậy. Vâng, y căng bên này thủng một cái lỗ khá là bự. Xem cái khung e căng nào. Khung thì ổn. Như vậy khung mà còn ngon ấy thì mình kéo cái lưới khác được. Khung ngon các bác ạ. Còn lưới thì thủng. Cặp này thì nó có giá ở trên thị trường rồi. Đa phần là ở những cái shop quanh khu vực Hà Nội hoặc kể cả những shop phía Nam thì cặp này người ta thường bán cái giá khoảng 5,7 triệu đến 5,8 triệu, dao động quanh cái mức đấy. Nhưng mà cặp này của em ấy thì em sẽ bán với cái giá nó sẽ mềm hơn. Cặp này em sẽ bán với giá là 5,4 triệu. Nếu mà bác nào mà tinh tai một chút ấy thì sẽ nghe thấy tiếng kèn đám ma ở gần xóm nhà em. Vâng, xóm em mới có người vừa mới mất. Đêm hôm nay thì em sẽ cố gắng test cặp loa này, nhưng mà xin phép với các bác để tỏ lòng tôn trọng với người đã khuất, cặp này thì em mở nhỏ thôi ạ, không dám mở to như mọi hôm đâu ạ. Trong đêm nay em sẽ cố gắng test cặp loa này, mong các bác chú ý theo dõi. Vâng, xin cảm ơn các bác đã dành thời gian cho video này.